Hôm nay tiếp theo bài phần 9 của bài final lab, đó là cấu hình 6 to 4 tăng nở. Tức là bây giờ tân trên tất cả các mạng data center này, RAN 3 và RAN 4 và RAN 2, tất cả cái mạng đó nó sẽ chạy mạng LAN đấy, nó có một địa chỉ IPv6. Em hiểu chưa? Mạng LAN có địa chỉ IPv6. Rồi muốn kết nối tất cả các IPv6 nó với nhau và kết nối được cả vào cái phần server bên trong này. Trên hạ tầng IPv4 sẵn có thì trên lúc đấy tôi sẽ cấu hình là multi với 6 to 4 tăng nở từ gateway 1, nó sẽ kết nối tất cả các điểm đấy từ point 3 và point 4 đấy, nó kết nối được với nhau, em hiểu chưa? Thì với tăng nở sort thì hôm trước là rồi, gateway 1 là 1.1.1, gateway 2 point 3 là 3.3.3, point 4 là 4.4.4, point 2 là 2.2.2. thì trước khi cấu hình thì tất cả interface này nó phải thông với nhau bằng địa chỉ IP box như thế. Sau đó cấu hình 6 to 4 tăng nở thì hôm trước đã cấu hình mẫu rồi. Đấy, thì bước 1 em bật những cái con liên quan lên thôi. Bật lần lượt. Rồi. Rồi, chào các em nhé. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cái bài lát 8. À xin lỗi, bài final phần step 8 liên quan đến đến cấu hình cái 6 to 4 tăng nở. Các bạn nào quan tâm các bạn join ngay cái group đúng không? Anh gửi cái link trên cái group để cho các bạn xem. Join vào Zoom để anh chữa nhá. Đó. Rồi. Còn sức cả. Ngày nào anh trả dậy tận 12 giờ đêm mà lo gì. Ok nhá, các bạn vào ngay nhá, vào ngay Zoom nhá. Anh đang bật Zoom, các bạn phải phải xem ở Zoom ấy thì anh mới chữa được cái topology ở trên một cái máy khác, được chưa? Đấy. Thì anh nhắc lại nhá, cái nội dung cái bài học hôm nay ấy thì anh sẽ hướng dẫn các bạn là cấu hình cái buổi hôm trước anh đã hướng dẫn các bạn cấu hình 6 to 4 tăng nở rồi. Đó là kỹ thuật chuyển đổi từ địa chỉ kết nối các IPv6 trên hạ tầng mạng IPv4. Đấy, sử dụng kết hợp đường đồng đa điểm thì người ta gọi là kỹ thuật là 6 to 4 trên 6 to 4 tăng nở. Nó sẽ tự động thiết lập các đường hầm như thế, em hiểu chưa? Nó sẽ tự động thiết lập các đường hầm như thế. Thế thì câu chuyện là ra là đấy, thì trong cái bài lab này, trong bài lab final cái phần cuối cùng, bạn bật cho anh, bật Long bật cho anh con gateway 1 đã lên rồi anh. Gateway 1. Rồi. Đấy, trong bài lab final này thì anh muốn kết nối phần campus, kết nối đến brand 2, kết nối đến brand 3 và kết nối đến brand 4. Đấy, tất cả các sau brand đó nó sẽ có một địa chỉ IPv6. Các địa chỉ IPv6 phải kết nối được với nhau thông qua cái hạ tầng IPv4 ở giữa. Các tôi Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh không chạy IPv4. À xin lỗi, không chạy IPv6. Nhưng nó sẽ có nhiệm vụ transport cái lưu lượng IPv6 đi qua nó, em hiểu chưa? Đấy, thì bước 1 thì tất cả các router Hà Nội, Hồ Chí Minh, xin lỗi, Hà Nội, brand 2, brand 3, brand 4 có những cái địa chỉ IP public là 1.1.1 tại gateway 1. À, xin lỗi, gateway 1 là 1.1.1, brand 2 là 2.2.2, brand 3 là 3.3.3, brand 4 là 4.4.4. Và tất cả interface loopback đấy các bạn phải binh với nhau cho anh. Thì bây giờ Long thử binh cho anh cái interface loopback đấy xem. Đây, anh quay cái màn hình phía sau nhá. Đó. Đây. Đấy.
Ok, Long Binh cho anh. Không phải từ Hà Nội mà từ Gateway 1 em, Hà Nội Hải Phòng làm gì? Bây giờ tất cả các điểm tunnel sọt và tunnel các phần endpoint ấy, từ Gateway 1 mà, cái đoạn ở giữa em Binh làm gì? Đấy, Gateway 1 đây nhá. Cái 1 em Binh. 1 Binh 2.2.2. Sọt được rồi, bình tĩnh. Con này em show IP lên nó có thông tin địa chỉ IP nào? Show IP lên xem nào, chưa gì đã Binh, show IP xem có chưa nào. Rồi. Binh 2.2.2.2 cho nào. Sọt 1.1.1 đấy cho nào. Rồi. 1.1.1. Không minh được rồi. Và con hội kiểm và con Hà Nội kiểm tra nào. Sẽ lại mất của mình gì không? Show IP root đấy nào. Có 1.1 chưa? Ồ, con này chưa định 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 tuyến tịnh đến 1.1 rồi reach view vào à? À em định tuyến ngay cho anh đến 1.1.1 đẩy đến next hop là con gateway 1 rồi reach view static vào. Ôi giời ơi, reach view static vào cho anh ngay. Để tắt cái translating ấy thì vào các bạn này có lệnh là no IP domain lookup là các bạn tắt cái translating này luôn. Ok nhỉ? Rồi. Nên hốp là gateway 1. Sao lại thế? 1.3.1 với 1.2.1. Sao lại mang là 25? Sẽ 32 luôn được. Chấm 2.1. Rồi binh 1.1.1 xem đã xem được chưa nào. Rồi retrieve của retrieve static vào bên trong miền UFF hay sao nào. Tương tự trên con lưu vào lưu file hồi vào prime memory vào. Rồi, tương tự như vậy trên router Hải Phòng cả Hà Nội xác định định tuyến về con brand 22.2 chưa? Rồi. Một ba chấm 1.9.1. Xoay virus. Rồi đi chỉ view static vào. Rồi. Thế Hà Nội cũng định tuyến đến 2.2.2 để về brand 2 là 8.1 đi nữa. Nó là định tuyến static đến cái loopback của router brand 2 ấy. Tám chấm một. Rồi. Ok so virus nhỉ? Rồi. Chưa thấy mạng 4.4 nhỉ? Đấy, trên con Đà Nẵng em định tuyến tịnh đến brand 4 đi xem nào. Vào nhìn cái turbo xem nào. Đấy, trên con Đà Nẵng định tuyến tịnh đến brand 4 được chưa? Rồi. Virus 4.4.4. Phải chấm 10 không? 103 chứ. 103 chấm mấy xem con brand 4 là 103 chấm mấy, chưa gì chấm 1. Brand 4 sau IP từ fabric xem cổng F0.0 nhận IP bao nhiêu.
So IP to favorite, nó cái này là IP động mà đấy, mỗi 3.1 chứ chưa? So IP to favorite, con này nhận IP động mà. Mỗi 3 chấm mấy? Mỗi 3.1 nó trùng IP rồi sao mà? Từ từ nha, vào con Hồ Chí Minh xem nhận IP là bao nhiêu, 1.3 chấm mấy? Hồ Chí Minh đâu? Ra tôi Hồ Chí Minh nào? Nó báo trùng IP kìa, so IP to favorite nào? Nó cấp địa chỉ IP.1, nó trùng với cái trực đầu .1 và .2, em phải đi search nó đấy chưa? .1 chưa? Và đen 3 cấp lại IP để đánh lại là ai? Em đánh shutdown và no sắt, nó sẽ nhận là IP mới trên con brand 4 ấy. Không được, cũng cấu hình DHCP em phải exclude cái giải từ 1 đến 10 ra. Shutdown rồi no sắt để nhận IP mới. Rồi đâu sắt. Rồi so IP into favorite. Rồi 3.3 chưa? Đấy. Rồi. Bình 4.4.4 thế nào? Rồi distribute connected vào, distribute static vào bên trong. Distribute static và web app đúng không? Rồi. Thì trên router HNI em kiểm tra so IP root xem có đúng 4 cái mạng loopback chưa? Một, hai, ba, bốn chưa? Chuẩn chưa? Rồi. Và vào con gateway 1 bình lại xem nào. Rồi, bình 3.3.3 xuống 1.1.1 đấy xem nào. Cái bình này thì em mới tạo được cái đường hầm 64 chứ. Ô 3.3.3 đâu? Định tuyến sai rồi, vào con Hà Nội, vào con Hồ Chí Minh xem định tuyến đến con 3.3.3 đi đường nào. Trùng IP rồi, trùng IP rồi. 3.3 để cho 1.3.3. Con router get của con brand 3 anh nhận IP bao nhiêu? Brand 3 đâu? Rồi sát đao lại đi để nó nhận mỗi 3.3 đây. 100.3 đây. Đó nên chúng ta phải cấu hình một tính năng reserve để trả IP trên DHCP server. Rồi, bình lại đây. Rồi đó, vậy tất cả các size sẽ bình thành công với nhau đúng không? Bây giờ tôi sẽ tạo cái 64 tăng n trên cái hạ tầng IP v4 như vậy đúng không? Thì em phải xác định được là cái định dạng ấy, cái định dạng thì tôi phải đặt một cái, thứ nhất là tăng n này, tăng n động thì em chỉ được khai báo là tăng nào sọt thôi, là tăng nào sọt là địa chỉ của loopback rồi, tăng đích không được khai báo. Đấy, tăng đích bằng cách là tôi sẽ tạo một cái static root, em hiểu chưa? Rồi em mở notepad ra kiếm ghi cấu hình cho anh nó dễ nào. Đấy, bước 1 em phải tạo interface tăng n. Bước 1 em phải tạo interface tăng n. Được chưa? Đấy. Bước 1 tạo interface tăng n. Rồi. Đấy, thì trên router hoặc với gateway 1. Interface tăng n 0.
Rồi. Các bạn phải gán địa chỉ IP vừa 6 trên nó. Nhưng đối với 64 tăng nở ấy, thì cái địa chỉ IP vừa 6 của nó lúc nào cũng bằng bắt đầu bằng tiền tố là 2002 2.16. Nhưng mà nó sẽ lấy 32 bit nữa. Đấy sẽ 48 và cộng thêm phần hot. Thế thì 32 bit nữa thì các bạn lấy đâu? Các bạn lấy luôn cái tăng nở slot là 1.1.1 đấy để sau này đóng vào gói tin IP vừa 4 nó lấy cái địa chỉ nguồn là nó sẽ convert lại sang cái địa chỉ IP vừa 6 đó sang 32 bit hexa sang 32 bit địa chỉ IP vừa 4. Đấy, thì bây giờ làm sao biết tăng nở slot của nó là bao nhiêu? Là 2002. Đấy, 2 chấm sau đó 32 bit, em hiểu chưa? Thế thì hôm trước anh đã hướng dẫn các bạn để nó convert cái địa chỉ IP vừa 6 ấy sang cái địa chỉ IP vừa 4 ấy. Thì em phải đánh câu lệnh gì nhỉ? Đánh câu lệnh gì? IP vừa 6. Đấy, thì bây giờ em từ từ không phải đâu. Không phải đâu. Em phải convert ở ngoài cơ. Em phải vào con gateway R1 anh hướng dẫn cái việc convert cái địa chỉ đấy sang. Các bạn nào buổi trước nghỉ không hiểu bài này đâu. Đấy là bước 1 nha, em phải tạo một cái là IP vừa 6 general prefix. Config tên này. IP vừa 6 general prefix tên. Ví dụ như gateway 1. Tên gì được? Hỏi chấm nào. Đấy, 624 anh 624. Loopback hỏi chấm là interface là không. Đấy tôi đi. À, em ghi L0 luôn. L0 luôn. Rồi. Đấy, tôi đánh lệnh này xong nhá. Thì sau khi đánh lệnh này xong thì em muốn nó sẽ convert được cái địa chỉ IPv6 đó sang 32 bit nhị phân. Em thoát ra em show IPv6 general prefix là được. Thoát ra. Rồi, enter đi. Đấy, nó tự động sinh ra cái địa chỉ tăng nở slot là 2002 2002 101 101 2.2.48, em hiểu chưa? Thì đấy chính là địa chỉ tăng nở nguồn, đấy chính là cái địa chỉ nguồn của cái tăng nở đấy. Bây giờ em đặt trên cái loại đấy IPv6 address. Đây chính là địa chỉ nguồn 2002, em copy key vào. Nó tự động convert 10101 là nó convert 32 bit nhị phân của 1.1.1 sang. Từ từ nhá. 11 2.2.1 xẹt 64. Đấy, 2.2.1 xẹt 64. Rồi. Ok, xuống nào, tiếp theo vẫn là bút. Bút là bút đấy. Tăng nở slot 1.1.1 2.2 có cái 11 mà. Rồi. Tăng nở mốt 64 tăng nở. Tăng nở. Ây giời ơi, 64. Tăng nở cách. Ok, xuống nào. Sau đó, bây giờ tôi phải tạo một cái static root đẩy cái 202 sạc 16 vào tăng N0. Rồi, xuống nào. Tạo IP vừa 6 root, tạo một cái static root. Rồi, 2002, 2.2.16. Vào tăng N0, cách. Ok, tiếp theo. Tôi phải định tuyến tĩnh đến cái từng cái size 1, size brand 2, brand 3, brand 4 qua cái nick hot tương ứng của nó. Đấy, đấy chúng là một cách gián tiếp để tạo destination được chưa? Thì vậy nhá. Bây giờ tôi sẽ trên outer brand 2 làm bây giờ trên outer brand 2 làm tương tự như vậy. Brand 2
tương tự phải ghi vào, tương tự thì tạo như thế luôn, đừng làm tương tự vậy, em phải câu hình khai báo như kia cho anh. Brand 2 em gọi gọi đây. Rồi nó sửa đây, không phải là không không phải đâu, không phải là 1:1 đâu, tí nữa phải check lại nhá. Vào brand 2 em thử đánh lại nhá. Vào brand 2 đâu? Brand 2 đâu? Brand 2 đâu? Rồi. Em phải tạo một cái prefix như thế. General prefix gateway brand 2 6 to 4 loopback 0. Cái này tên đặt cái gì cũng được nhá. 6 to 4 là 0. Rồi. Show IP v6 general prefix. Thấy chưa? Nó là 22, em copy kia vào nó mới chuẩn. 2 của em lấy 22 mà. Bảo copy vào đi lười. 2.2.1. Ok rồi, toàn là sọt ở hại được, toàn là sọt 2.2.2. Ok chưa? Rồi. Rồi bây giờ từ get sửa tên kia, ghi con kia phải là brand 2 em. Nhận con name kìa. Rồi. Rồi ok chưa? Đấy. Bây giờ từ gateway 1 mà muốn đến mạng LAN của brand 2, bây giờ em xem mạng LAN của brand 2 là bao nhiêu. Mạng LAN của brand 2 là bao nhiêu? Không, 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 không được, nhìn trên topo. Là 2003 2.1.64 đi. Đúng không? Đấy, trên con brand 2 tạo một cái loopback trên cổng E0 trên mấy đó, E0 trên mạng LAN là cổng E0 trên mấy? E0 trên trên 1 đi, đúng không? Thôi thôi, cái đấy tạo thì tạo, tạo sao không phải ghi vào trong cái bước này, tạo gì cả, đang cấu hình này không phải tạo. Vậy em tạo cấu hình luôn trên cái brand 2 ấy, vào command line cấu hình luôn. Rồi interface E0 trên 0 hay E0 trên 1 đấy. IPv6 address. Rồi 200 mấy? 2003 2.1.1.64 chưa? Rồi ok, xong mạng LAN này đúng không? Bây giờ từ brand 1 trên cái con gateway 1 em kiểm tra cho anh. Trên cổng E0/3, gateway 1 cổng E0/3 chưa? Rồi. Đặt interface loopback, à interface trên cổng E0/1 của gateway 1 đi xem nào. Interface E0/3. Xấu gì đặt luôn đi, xấu thì interface E0/3. Rồi. 2001. Rồi. Ok nhỉ? Đó. Thì bây giờ từ gateway 1 tôi muốn định tuyến tĩnh đến 2003 thì phải là IPv6 root đẩy đến cái tăng nở kia. Nào bây giờ mở cái notepad lên làm tiếp. Rồi đấy. Trên này em phải đánh lại là IPv6 root 2003 2.2.1.64 đẩy vào đâu? 2003 em không cần 2.1, 2003 lúc mạng LAN này mà. 64 đẩy vào đâu? Đẩy vào nighthop là địa chỉ gì? Là cái địa chỉ tăng n. Không, là cái địa chỉ của con interface tăng n trên cái brand 2 ấy. Đấy, chính xác, được chưa? Bỏ cái 64 đi. Rồi, nên anh phiên dịch chỗ này, từ từ. Gateway 1 muốn đến 2003 nó sẽ đẩy vào tăng n này, em hiểu chưa? À, nó muốn đến mạng LAN của brand 2 2003 này, nó sẽ đẩy đến nighthop là 2022.202.2.2. Nó sẽ convert mà muốn đẩy đây đẩy vào 22 mà 22 để chung vào tăng n này,
Được chưa? Mà đã chui tăng đoạn này thì địa chỉ nguồn phải là 1.1. Được chưa? Đến đầu đích này sẽ convert cái này thành 2.2.2.2. Vậy gói tin IP4 chạy trên mạng là từ source là 1.1.1, đích là 2.2.2. Em hiểu chưa? Rồi. Tương tự như vậy, brand 2 làm ngược lại cho anh nhanh cả chưa? Brand 2 tạo thêm một cái status nữa. IPv6 root 2000 mấy? 1 2.64 đến 2001 2.1.1. Đúng rồi, chính xác. Đấy, đấy địa chỉ nào rồi. Làm xong lúc này thì các mạng LAN sẽ binh được với nhau. Em thử test chưa Gateway 1 và Brand 2 cho anh trước. Làm luôn. Không anh chiến Gateway 1 luôn. Tạo tăng vào đây. Tăng vào 0. Rồi. À, ta là một IPv6 6 to 4, các bạn thiếu nhé. Phải chấm nhé. Liền cách ô tăng N1 con này OS này không được rồi. IPv6 IP thế nào? Cách 6 to 4 rồi. Các bạn sửa lại tí nhá, tăng là mode IPv6 IP 6 to 4 nhá. Xóa xóa cái đi, xóa cái tăng N đi, nó gì có tăng N. Rồi. Ok chưa? Đó. Rồi. Gọi luôn copy paste vào cho nhanh em ơi. Rồi sau đó phải copy static. Rồi copy từng dòng một. Rồi. Rồi show run interface tăng là không, anh kiểm tra nào. Đây, IPv6 address. Wow, IPv6 address 2002.1 tăng là sort đích. Chưa đặt IP à? À? Ok rồi. Rồi, tương tự vậy, làm trên router brand 2 xem nào. Tạo interface tăng là không đây. Address copy vào nó nhanh. Rồi. Đó là sort. Rồi. Rồi. Cái gì? Cái gì mà coi không được. Tăng nào sọt. Tăng nào mốt. Sao cái kia không được nhỉ? Tăng nào đích cần phải không được cấu hình. À con này trước đó cấu hình tăng nào đích rồi. Cấu hình DMVM nó bị trùng mất IP rồi. Sau đăng interface tăng nào không hay sao nào? Để tránh conflict em phải tạo tăng N1 cũng được, có thể tạo nhiều tăng N cũng được.
Thôi rồi em bỏ bỏ tăng lấy đi. Interface tăng là không. Rồi. Ô, đang cấu hình mà. Ok, tiếp theo. Rồi, sau đang đi phê tăng là không. Rồi, ok. Sau IP interface vừa 6 bridge xem nào. Sau IP vừa 6 interface bridge. Tăng nở áp chưa? Cách thế nào? À, bảo đấy, binh như thế nào? Binh 2001. Binh cái tăng nở trước thế nào? Binh cái tăng nở trước là 2002 chấm. Đúng rồi, bỏ xe 64 đi. Không còn xuống, bỏ xe 64 đi. Rồi, binh thành công tăng nở rồi. Nào, bây giờ binh cái mạng LAN của Gateway 1. Sọt. Không phải, đừng có xe 64 binh như tao, xe 64 em. Sọt. 2003 là mạng LAN đó. Không phải binh bằng cái sọt của mạng LAN ấy, mạng LAN của 2003 đúng không? Phải đặt chấm 2 không? Kéo trên nào. Chấm 1 thấy chưa? Đấy, binh thành công em hiểu chưa? Vậy hai cái mạng LAN nó binh với nhau trên hạ tầng IPv4 luôn. Đấy. Tương tự như vậy các bạn làm nhanh cái phần plan 3 và plan 4 cho anh Long sửa thêm phần plan 3 và plan 4 trên file cấu hình nhanh. Copy cái plan 2 sửa một chút là được. Đó. Sửa tên đi đã, không nhầm hết bây giờ. Plan 3 đấy, bây giờ xem một convert cái 3.3 nhà. Đấy, phải đánh lệnh IP General Prefix plan 3. Lúc không 6 to 4 lúc không để tôi xem cái địa chỉ IPv4 đấy con vớt ra lấy địa chỉ nguồn là bao nhiêu rồi đó. Một rồi ba rồi. Tương tự như vậy. Đó là sort là 3.3.3 đúng không? Đó. Các bạn mà muốn định định tuyến đến cái 2001 thì sẽ đẩy đẩy về này, còn định tuyến đến 2003 thì đẩy về tăng nở của R. Rồi. Xuống 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 xuống. Đây là em IPv6 root về đến cái con đấy thôi, đúng chưa? Về đến con gateway 1 thôi, em phải định định chủ tĩnh về đến con gateway, về đến con plan 2 thêm một cái dòng seiyuu nữa xuống. Không phải kéo dòng dưới, dưới. Copy là được mà. Hai không không ba sáu sáu tư ấy xem lên hốp của con brand 2 là bao nhiêu kìa kìa cái địa chỉ IP tăng n nó kìa ơi giời ơi cái IP tăng n nó trên em vừa cấu hình kìa đấy chính xác bỏ sáu sáu tư đi hiểu không tương tự như vậy là con brand 4. Đó, bước 1 phải lấy xem địa chỉ tăng nào là bao nhiêu. Tên nó là brand 4 đã.
6 to 4 à? Rồi. Rồi. 404 đúng không? Sửa sửa đi, sửa đi. Brand 4 hot name kìa. Rồi. 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 Đó, bây giờ nhá, brand 4 định định tuyến đến con gateway 1 hay 1 này. Gateway brand 2 là bao nhiêu? 203 đúng không? Brand 3 là bao nhiêu? 43 là bao nhiêu? Hả? Em phải định tuyến full match cho anh. Cái này là bắt buộc phải dùng staging root rồi. Rồi. 1 này, 3 này. Sao lại brand 3 nó là 204 mà em? Rồi. Ok, tức là một con nào phải có 3 stake root. Vậy con brand 3 thiếu một cái stake root về con brand 4 nữa. Đúng không? Con brand 4 là bao nhiêu? Bạn 4 là bao nhiêu? 2010 2010 làm đi em, 2010 rồi, thiếu một cái xây luôn nữa là 2000 mấy 2000 và đến 3 2000 mấy và đến 3 2004 làm khéo nhầm mới nhá, từ từ nào mẹ loạn lên giờ nào, được chưa? Vào gateway 1 để kiểm tra nào. Vào gateway 1 có 3 cái status chưa? Không, vào cái final space kìa, ba dòng chưa, thiếu một dòng. Thấy bây giờ có một, bây giờ em lại add thêm hai cái nữa đi. Đây mình add về brand 2 đúng không? Bây giờ em add về cái brand 3 đi. Brand 3 là IP bao nhiêu? Brand 4 là IP bao nhiêu? Tắt cái đi, nhìn cái final spot ở dưới này. Bảo là 2004. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, ok đấy. Nó phải có đủ đủ thế. Trên brand 2 kiểm tra lại xem nào. Ôi giời, sao con gateway 1 lại định tuyến đến 2001 em? 2003 chứ. Đừng, IP vừa thôi, 2003 thôi. Rồi. Brand 2 đâu? Từ từ nào, brand 2 đâu? 2001.
Rồi, 24 rồi, 2010 nữa. Từ từ, bờ đen 2 em đang làm sai hết này kìa. Có biết để sửa chuẩn mà chứ. 2010, rồi. Inverter 4, chính xác. Tăng R3, ok rồi. Ba đến bốn cần gì định tuyến 2010? Hai không một, 2003, 2004. Rồi, địa chỉ IP của Brand 3 nó nhiêu? Sai đến hốt kìa. Lão hoát cả mắt, làm từ từ thôi. Đúng rồi. Vào kiểm tra bản 4 đây, bản 4 có vẻ sai đấy. 2001 xe 64 rồi, 2003 để về đầu mấy? Rồi 2 rồi. 2004 rồi, ok chính xác rồi nhá. Đó, phải đủ các sách rồi, lúc ấy thì ba cái interface loopback để thông với nhau. Rồi bây giờ em gõ nhanh cái làm trên cái plan 3 hay sao nào, vào trên plan 3 gõ nhanh sao nào. Plan 3 đâu? Rồi, copy paste cho nhanh, đừng có gõ lâu lắm, copy paste cho nhanh. Con đầu tiên không đặt IP tăng nợ đặt đâu, rồi đã rồi thì xóa cái tăng nó definition đi. Tại vì cái này nó không được khai báo tên. Cái bài này trước là cô hình VPN đa điểm. Nào copy vào kia vào. Được chưa? Rồi. Tăng là sọt. Rồi. Tăng là bút. Rồi. Rồi, tiếp theo. IPv6 root. Rồi. 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 Và em tạo cái interface loopback 2004 ấy. À, interface cổng cái cổng cổng dưới cái cổng bao nhiêu? Loopback làm gì? Cái cổng dưới cái cổng nối mạng LAN nó đặt 2004 đấy. Cổng bao nhiêu? Cổng A không sẽ không. IPv6 address 2004. Bốn. Rồi ok, xong. Thế thôi, làm xong. Plan 4 đặt luôn, interface cổng bao nhiêu của R4 là bao nhiêu đấy? À, lưu ý nhá. Không một không
đi tới phơi tăng nào đi em. Rồi. 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 Cái này đường hầm động thì không thể khai báo tăng định được một. Rồi, xóa đi. Rồi. Rồi. Làm hết sức chuẩn nhá. Ở sau IP V6 interface mới nha. Đấy, tao nói áp rồi đúng không? Rồi. Bây giờ trên trên gateway 1 em ping các mạng LAN của router gateway 1. Em ping các mạng LAN của brand 2, brand 3, brand 4 xem nào. Này 03, 04, 010, 0. Sọt. Bình sọt tôi lấy cái địa chỉ nào Bình? Enable Bình. Hai không không một. Nào, sẵn bình sọt 1.1. Được rồi, 2004 nó con nào? Hai không không bốn là con nào? Sau IP vừa sáu nữa thế nào? Đã có định tuyến 2004 đâu? Xem cái V1 mấy cấu hình kiểu gì mà thiếu nào? Trong trên chưa có bảo, có trên xuống không? 2004, 2010 cái kia chữ S vào làm sao mà được. Mỗi 2003 copy vào đi. Rồi. 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 Sau IP vô 6 nút lại xem nào. Rồi bên lại xem nào. Ấn nút lên. Đó. Bên 2010 đi xem nào. Đó, được chưa? Vậy từ brand 1 tôi đã binh được tất cả các điểm mạng LAN của brand 2. À, xin lỗi, từ cái gateway 1 tôi đã binh được tất cả điểm mạng LAN của gateway 2, của brand 2 này, của brand 3 và của brand 4, em hiểu chưa? Rồi, em lần nhìn lại tôi bôi xem nào. Lưu hết file cấu hình nhanh nhá, tí lưu nhá. Rồi, từ cái nhánh này tôi sẽ binh tất cả mạng LAN này, em hiểu chưa? À, thì trên này tôi chỉ cần chạy định tuyến OFF bên trong này nữa thì tất cả các chi nhánh này nó sẽ kết nối về đây. Ok nha. Quan trọng nhất là tất cả các điểm này tôi đã thông được với nhau tại chạy qua hạ tầng IPv4. Rồi, đấy là kỹ thuật mà là 6-4-tầng-N kết nối đường hầm đa điểm IPv4 đóng gói IPv6 đóng gói vào IPv4. Rồi, chúng ta sẽ làm lại bài này cho anh nha. Ok, anh kết thúc ở đây, xin mời anh gửi clip cho các bạn.
Các bạn làm lại nhá. Các bạn lưu ý làm lại giúp anh bài này nhá. Long gửi cái file Notepad lên lên group lớp cho anh. Ok chưa? Rồi. Làm lại làm sao tất cả của em sẽ kết nối được với nhau. Em hiểu chưa? Đấy. Rồi em lưu hết file của mình cho anh nhá. Rồi các bạn làm nhá. Có gì không hiểu nó hỏi nhá. Tí anh gửi clip vào.